chào mọi người. Sau đây thì là bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30. Vào cuối ngày 11 tháng 12 năm 2019. Đây là ngày hôm nay thì đã là bế mạc rồi. Đội tuyển Việt Nam thì sẽ ở vị trí thứ 2, 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc, 103 huy chương đồng. Tiếp theo đội tuyển Thái Lan